Hiền Nguyễn hỏi, hướng nhà vào hướng tiệt mệnh có cách nào không thầy? Quan điểm của phong thủy cao cấp thì nó không có cái nhà nào tên là nhà hướng tiệt mệnh, cũng chẳng có hướng nhà nào là hướng nhà họa hại hay là ngũ quỷ hay là sinh khí hay diên niên cả. Phong thủy người ta nói rằng là cái căn nhà là cái nơi chúng ta cư trú đó thì nó chỉ có hai cái khái niệm. Khái niệm thứ nhất đó là căn nhà đấy vượng hay căn nhà đấy không vượng, tức là căn nhà đấy cát hay căn nhà đấy không cát. Thì căn nhà đấy cát hay không thì nó liên quan đến địa pháp thiên, tức là cái trạch đất hay cái căn nhà tại trên trạch đất đấy nó có vượng khí hay không. Mà vượng khí thì nó căn cứ vào địa hình xung quanh, căn cứ vào đồi núi, căn cứ vào nhà cao tầng, căn cứ vào đường đi lối lại, căn cứ vào các cái bố trí sắp đặt ở bên trong cái căn nhà. Còn những căn nhà nào mà nó và căn cứ vào cái năm xây dựng của căn nhà, chúng ta nhìn thấy con người thì cũng có vận mệnh, cho nên ra là căn nhà nó cũng có mệnh của nó. Vậy cái mệnh của căn nhà được quyết định bởi cái gì? Cái mệnh của con người cát thì nó sẽ có cái căn nhà cát, mệnh hung thì sẽ có cái hung. Thì mệnh của căn nhà gồm có cái gì? Cái tọa hướng của căn nhà, đúng không ạ? Cái bố cục xung quanh, cái môi trường xung quanh tự nhiên của căn nhà. Rồi tiếp theo nữa là đến cái gì nữa? Đến cái năm thời điểm chúng ta xây dựng cái nhà, cái bố cục bên trong cái căn nhà. Thì khi căn nhà đạt được cái điều đó thì nó gọi là vượng khí. Cho nên là cái căn nhà không phải là để dành cho tuổi nào, mà căn nhà đấy nằm trong cái khu vực đó, tuổi nào vào ở cũng được, cũng tốt, đúng không ạ? Thì nó đạt được yếu tố là nếu căn nhà đấy vượng. Còn yếu tố thứ hai là căn nhà đấy hợp hay không hợp. Nếu căn nhà đấy mà hợp với cả anh chị, nếu căn nhà đấy mà hợp với cả anh chị thì là, nếu căn nhà đấy mà hợp với anh chị thì là nó sẽ được cái vượng, được 10 phần, được 8 phần, được 9 phần. Còn nếu trong trường hợp mà nó không hợp thì chúng ta nó chỉ được 5 phần, 6 phần thôi. Còn căn nhà nó mà nằm trên trạch đất mà hung, mà dữ, mà không tốt thì hay là nó bị phạm sát hung dữ không tốt, tức là gì? Tức là đồi núi xung quanh, tức là nhà cao tầng xung quanh, tức là đường đi lối lại xung quanh, tức là những cái nhà hàng xóm xung quanh, nó tạo vào những vị trí sát khí, nó làm cho căn nhà của anh chị nó bị làm sao ạ? Nó bị phạm sát, và lúc này thì là gọi là căn nhà đấy là hung khí hay là không tốt. Thì càng hợp càng hung, càng hợp càng xấu. Cho nên thành ra là không phải là cứ hợp mà là được hay là không hợp là không được. Còn nếu như mà không hợp thì đỡ hung hơn. Như vậy thì cái bản chất vấn đề đây tôi muốn nói rằng là cái căn nhà cần vượng trước, sau đó mới cần hợp sau, đúng không ạ? Nếu căn nhà vượng rồi thì hợp thì tốt, mà không hợp thì vẫn tốt nhưng mà tốt ít. Còn căn nhà đã hung thì hợp thì càng hung, mà không hợp thì đỡ hung hơn. Chính cái điều đó nó sẽ quyết định xem là bản thân là cái căn nhà nó cát hay là hung. Cho nên theo phong thủy Tam Nguyên cũng như là cái nền tảng của phong thủy cao cấp thì không có cái nhà nào là cái nhà tuyệt mệnh, chẳng có cái nhà nào là nhà họa hại hay nhà sinh khí cả. Nó chỉ cái căn nhà vượng hay không vượng. Đấy chính là cái nền tảng phong thủy cao cấp nhất. Giống như một cái cung điện của ông vua, hay là một cái cơ quan tổ chức, hay là một cái đất nước, hay là một cái đình điền miếu phủ chùa chiền, nó đã cư trú trên một trạch đất vượng rồi thì ông nào chủ trì thì cũng sẽ vượng, đúng không ạ? Ông vua đời này thì ông vua đời khác, chẳng nhẽ bây giờ xây cung điện xong thì ông vua nó không hợp bị đập thì xây cung điện khác à? Đúng không ạ? Hay là cái nhà này đời ông xây đời bố ở, sau đó đến đời con thì không được, bỏ đi cái nhà khác à? Đấy không phải là phong thủy, và đấy không phải là quan điểm của phong thủy Tam Nguyên. Những cái nhà từ họ của dòng họ nó tồn tại 100 năm, 200 năm, 500 năm, cả nghìn năm, cái đình đền miếu phủ chùa chiền nó tồn tại vĩnh hằng như vậy thì nó phải do là bố cục phong thủy tổng thể xung quanh, chứ nó không phải là do là hợp hay không hợp. Cho nên chúng ta bỏ qua cái vấn đề này đi.